Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Tâm để qua giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai nha quý vị. Đây là một cái chùm hoa có cái phôi ở ngoài sân. Không biết lát nữa có quay giao lưu hay không, hay là chưa giao lưu, quý vị có nhu cầu thì mình alo ha. Nếu không có quay giới thiệu. Quá bự bự ha. Hay để ngoài mình qua chỗ gì xem luôn ha. Đây, chào em. Dạ em chào anh Tấn và con chào quý cô chú anh chị Mai Vàng Tuần Quốc. Hôm nay con có về lô mai phôi vũ hạt Thủ Đức, bông từ 5 tới 12 cánh, xin được giao lưu cùng quý cô chú và anh chị. Số điện thoại con là 0345253032, cũng là số Zalo con luôn. Hình thức của con bao sống bao ship toàn quốc. Rồi, mình vào cái đầu tiên mã số sao đây em? Dạ số 62A anh. Rồi, 62A. Dạ cao 50. Rồi. Đấy hoành luôn. Dạ hoành 21. Rồi, 21 hoành. Đây quý vị. Rồi, giao lưu như em. Dạ 62 am giao lưu 320. Rồi, xuống cây luôn. Cây bự. 63A. Rồi, 63A. Cao 65. Rồi, cái hoành luôn. Nhiều. Dạ hoành 34. 34 đúng luôn quý vị ha, không dư không thiếu miếng nào luôn ha. Rồi đó. Đó lại ha. Đó mà. Nãy chắc hơi bị cấn hay gì ha. Rồi 32. 32. Rồi. Đó lại 32 nha quý vị, chắc hồi nãy là cấn đầu cây. Cấn này. Dưới cái cọng rễ này ha. Đó. Rồi có lũa trên lưng miếng. Đó. Lũa đây. Rồi, giao lưu nhiêu đen? Dạ 63 am giao lưu 1,2 triệu. Rồi, 1,2 triệu, 32 hoạch. Rồi mạnh dữ ta. 64 a. Cao 80. Rồi. Cái hoạch. Hoạch 24. Rồi, xây luôn. 24 hoạch. Tay cạnh đều. Rồi, đến luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ 64 am giao lưu 650. 650. Rồi, xuống cây luôn. 65 a. Rồi, 65 a. Dạ cao 60. Rồi. Dạ hoành 27. Rồi, 27 dư luôn nha quý vị. Để em nói ha. Đây còn bự không đây. Rồi, giao lưu như đen. Dạ 65 am giao lưu 1,1 triệu. Rồi, 1,1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. 66 a. Rồi. 66 a. Dạ cao 65. Dạ hoành 2. 23, 24 yếu tính 23. Rồi, 24 yếu một xíu ha. 23 hoành nha quý vị. Kỹ lại cái cụ đen cái ha. Rồi, giao lưu nhiêu đen? Dạ 66 am giao lưu 420. 420. Rồi, xuống cây luôn. 67 a. Rồi, 67 a. Dạ cao 95. Dạ hoành 26. Rồi, 26 hoành. Hai cành cũng đều quá đây rồi quý vị. Để luôn quý vị ơi. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ 67 am giao lưu 850. Rồi, xuống cây luôn, 850. 68 a. Rồi, 68 a. Dạ cao 78. Dạ hoành 22. Rồi, 22 hoành. Tay cành đều ráng. Rồi, quý vị tay cành đều trơn đây ha. Để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu em?
Dạ 68 mang vô luôn 750. Rồi xuống cây luôn 750. 69 nè. Rồi 69 nè. Dạ cao 50. Dạ cái hoành 27. Rồi 27 hoành nè quý vị. Rồi để luôn. Rồi cho luôn như đen. Dạ 69 nam giao lưu 950. 950 cây đẹp vậy luôn. Rồi xuống cây luôn. 70 nha. Dạ cao 50. Dạ hoành 23. Rồi 23 hoành nè quý vị. Cây đỉnh thân có bị lũa da đây. Trên lưng ha. Dịch lũa trên lưng. Rồi giao lưu nhiêu đem? Dạ 70 am giao lưu 470. 470. Rồi xuống cây luôn. Da nhỏ yêu thương luôn. 71 a. Dạ cao 70. Dạ hoành 22. Rồi 22 hoành. Để em nói luôn à, quý vị. Kinh đế qua đây. Rồi giao lưu như em. Dạ 71 am giao lưu 402. Rồi xuống cây luôn 402. 72 nha. Dạ cao 50. Dạ hoành 29. 29 hoành. Còn ngắn ha. Đế cộng lực 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 không có gì. Đó. Dòng nữa ha, vẫn nhớ kỹ đế nha. Để lực đầy đủ ha. Rồi, vô luôn nha em. Dạ 72 am vô luôn 1 triệu. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. 73. Một em trực để đẹp đây. Dạ cao 85. Dạ hoành 26. Tay cành đều luôn quý vị ha. Trực tay cành đều. Cành đều rang từ trên xuống. Còn đế cũng trải đều bầu luôn. Này mấy mốt. Này mấy. 73. 73 à. Giao lưu nhiêu em? Dạ 73 am giao lưu 1 triệu. Rồi 1 triệu quý vị. Rồi xuống cây luôn. 74 à. Rồi 74. À. Dạ cao 80. Dạ hoành 29. Rồi 29 hoành. Vì em nghe kỹ thân cành rồi quý vị. Thân cành đây. Đó. Khoa đế quý vị ơi. Em này cũng có cái sẹo cho con đế bự bự đây ha. Cho đó nha quý vị. Rồi giao lưu nhiêu đem? Dạ 74 am giao lưu 1900. Rồi 900. Rồi xuống cây luôn. Giá đó thì giờ là có cái sẹo dưới đó ha. 75 à. Rồi. Cao 55. Hoành 22. Rồi 22 hoành. Để luôn. Đây cũng gồm quá nè. Rồi giao lưu nhiêu đẹp? Dạ 75 am giao lưu 502. Rồi 502. Rồi xuống cây luôn. 76 a. Rồi 76 a. Dạ cao 80. Rồi. Dạ hoành 23. Rồi xây xây luôn 23 hoành. Tay cạnh cũng khá qua quá gì. Rồi xuống đế nha quý vị. Rồi giao lưu nhiêu đây? Dạ 76 am giao lưu 850. Rồi xuống cây luôn 850. 77 nha. Cao 45. Hoành 23. Rồi 23 hoành.
Rồi, để luôn. Rồi, cho luôn nhiêu đây? Dạ, 77 am vô luôn 420. 420. Rồi, xuống cây luôn. 78 a. Rồi, 78 a. Cao 60. Hoành 25. Rồi, có cái củ nội đặt 51, 52 ha. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, 78 em giao lưu 950. Rồi, 950 quý vị. Rồi, xuống cây luôn. 79 à. Dạ, cao 40. Hoành 23. Rồi, 23 hoành. Để cũng gom ha. Gom. Rồi, vô lưu nhiêu đây em? Dạ, 79 am vô lưu 407. 407. Em này có cái sẹo nhỏ trên lưng nha quý vị. Sẹo đây. Xíu nữa ha. Rồi, 407 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. 80 à. Rồi, 80 a. Rồi, chiều cao em nói luôn. Dạ, cao 80. Nhưng hoành 25. Rồi, xe xe luôn, tay cành đặt kẹo luôn ha. Cành bự bự không có gì. Cành vậy là ok quá rồi ha. Rồi, đây. Co dưới đế đây quý vị. Rồi, giá luôn nhiêu đem? Dạ 80 am vô lưu 850. Rồi, 850. Rồi, xuống cây luôn. 81 a. Rồi, 81 a. Cao 40. Hoành 20. Rồi, có cái củ nạc ở trên. Dạ 44. 44. Rồi, củ đế luôn rồi quý vị. Rồi, vô lưu nhiêu đem? Dạ 81 a vô lưu 307. Rồi, 307. 82 a. Rồi, 82 a. Dạ cao 60. Dạ hoành 27. Rồi, 27 hoành. Vậy cái gì chỉnh lên xíu nữa là nó trực luôn ha. Đây, để đây quý vị. Nguyên bệ luôn. Đó. Để lực 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 ha. Rồi, vô lưu nhiêu đêm? Dạ 82 am vô lưu 750. Rồi, 750. Rồi, xuống cây luôn. 83 a. Rồi, 83 a đây quý vị. Cao 50. Hoành 22. Rồi, 22 hoành. Rồi, mình xuống đế nha quý vị. Rồi, giao lưu như em? Dạ 83 am giao lưu 450. Rồi, 450. Rồi, xuống cây luôn. 84 a. Rồi, 84 a. Cao 45. Hoành 22. Rồi, 22 hoành. Rồi, để luôn. À, để tổng lực 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 không rồi quý vị. Rồi, giao lưu như em? Dạ, 84 am giao lưu 420. 420 nguyên hồi đế vậy. Đó, quá đẹp ha. Rồi, xuống cây luôn. 85 a. Cao 65. Hoành 18. Rồi, 18 hoành. Rồi, xuống đế luôn. Rồi, giao lưu như em? 85 am, giao lưu 300. Rồi, 300. Rồi, xuống cây mới luôn. Xuống cây lên cây mới. 86 à. Rồi. Cao 40.
Hoành 27. Này mình gần chứ ha. Nó lưng lên gần cho nó vậy. Đế cộng bự 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 không đây quý vị. Rồi mã số 86 ha. Dạ luôn nhiêu em? Dạ 86 am nhiêu luôn, 1.1 triệu. Rồi 1.1 triệu. Rồi xuống cây luôn. 87 nha. Rồi củ đế gom luôn, nôm gom luôn. Cao 50. Hoành 27. Rồi coi củ đế 55. Rồi củ đế 55, này đế gom đặt 55 luôn. Rồi, giao luôn nhiêu đen? Dạ 87 am, giao luôn 1.1 triệu. Rồi, 1.1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. 88. 88A nha nghe quý vị. Dạ cao 1 m. Dạ hoành 27. Rồi bây giờ em nghe kỹ thân cành ha. Rồi co đế quý vị ơi. Đi nôm cứng bầu luôn, cộng bắp không à quý vị. Đó. Cứng luôn ha. Rồi vô luôn nhiêu đen? Dạ 88 am vô luôn 1.4 triệu. Rồi 1.4 triệu. Rồi xuống cây luôn. Tám mươi chín nè. Cao 60. Hoành 31. Rồi 31 ngàn cái lưng. Rồi đó em gì không có cấn gì hết nha. 31 hoành. Rồi vô luôn nhiêu đen? Dạ 89 nam vô luôn 1.3 triệu. Rồi 1.3 triệu. Rồi xuống cây luôn. 90A. Rồi 90A. Cao 70. Dạ hoành 27. Rồi 27 hoành. Tay cành đều luôn. Đây, tay cành em nói cái gì? Cái củ 62. Rồi củ đế đây, đế này đặt 62 luôn. Nôm ha, gom đặt. Giao luôn nhiêu em? Dạ 90 am giao luôn 1.1 triệu. Rồi 1.1 triệu. Rồi xuống cây luôn. 91 à. Cao 50. Hoành 27. Rồi 27 hoành. Cái củ tròn tròn đây là 51. 51 củ nẹt nẹt đó. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Dạ 91 am giao luôn 1 triệu. Rồi 1 triệu nha quý vị. Rồi xuống cây luôn. 92 à. Cao 50. Cái hoành 27. 27 đúng ha. Coi cái này, cái nồi luôn, ôm hết cái nồi đây. 80. Nồi 80 luôn, nồi nồi đế đâu vậy? 80. Nó cứ gồm phải cái 80 luôn. Bự như cái gì? Rồi. Giao luôn nhiêu em? Dạ 92 am giao luôn 1.3 triệu. Rồi 1.3 triệu. Rồi xuống cây luôn. 93 cuối clip. Cao 50. Ba mươi ba hoành 33. Rồi 33 hoành luôn nha quý vị. Quý vị không kỹ co với đế em nó ha. Để cộng nè. Chung là nó bít bầu hết ha. Chỗ nào cũng có mà cộng bự bự không nè quý vị.
Cò cũng ngắn ha. Rồi, giao luôn nhiêu đem? Dạ 93A, cuối clip em giao luôn 1.400.000. 1.400.000 ha. Rồi, hết cây ha. Dạ. Vậy là cây có cái hoa đầu clip mình chưa có giới thiệu ha. À, quý vị có nhu cầu thì kết bạn với Tâm thì Tâm báo giá luôn nha. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau nha.